Đây, mình chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Giá Chỉ Thiên ở khu vực Cồn Châu Ma nha các bạn. Thì tiếp tục video các bạn chia sẻ cho quý anh chị và các bạn mình cùng tham khảo Giá Chỉ Thiên tại khu vực Cồn Châu Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp để mọi người cùng tham khảo giá cả ở khu vực này nha các bạn. Thì hàng ngày kênh sẽ cố gắng để cập nhật giá sớm nhất để cho quý anh chị và các bạn mình cùng xem và tham khảo trước nha các bạn. Thì nói chung thì thương lái mua thì cũng tùy theo từng loại ớt, từng đợt hái, từng lứa hái cũng như là từng khu vực mà có giá cả khác nhau nha cả nhà. Thì em chủ yếu thì chỉ chia sẻ cho cả nhà mình cùng tham khảo Giá Chỉ Thiên ở tại khu vực Cồn Châu Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp để mọi người tham khảo thôi ha. Thì cũng không để quý anh chị và các bạn mình chờ lâu, thì cũng quay trở lại tình hình Giá Chỉ Thiên. Hôm nay là ngày 25 tháng 2 năm 2024, thì thương lái ở đây có mua và trả giá ở tại khu vực Cồn Châu Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp. Thì với Giá Chỉ Thiên nha các bạn, giá dao động tầm khoảng từ 13.000 cho đến 15.000 đồng trên ký nha các bạn. Thì đây thương lái mua giá như vậy thôi, không có phân biệt hẳn chợ hàng xuất khẩu nữa cả nhà. Thì thương lái mua sao thì em báo giá quý vị cho quý anh chị và các bạn mình cùng xem và tham khảo ha. Thì thương lái mua đây cũng tùy từng loại ớt, từng đợt hái, từng lứa hái cũng như là từng khu vực mà có giá cả khác nhau nha cả nhà. Em chia sẻ cho cả nhà mình cùng tham khảo thôi. Thì có sai sót hay là có chênh lệch thì mong quý anh chị và các bạn mình cũng thông cảm bỏ qua nha. Rồi cuối video thì cũng cảm ơn tất cả các bạn mình đã xem video. Chúc tất cả các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.